to Vietnam, you had already booked your tickets and you were not intentionally going to join the protest. However, at the time that you saw the protest for democracy, what was going through your mind? I found out about the protests about 1 or 2 days before I arrived in the country. But I was very excited that I was given that opportunity to participate. I knew that protests in Vietnam were very sensitive. But at the same time, I knew this was historic. We were looking at two very unjust laws that were coming before the National Assembly. You had the Special Economic Zones law and the Cybersecurity law, both of which would have brought no benefit to the Vietnamese people in Vietnam. So as soon as I had that opportunity to participate, I was more than willing to contribute my voice. Hi, Will. I apologize to interrupt you right now, but a lot of people request they would like to hear from you in Vietnamese, even broken Vietnamese. Can you just say something? Thì mình đã mua vé mấy tuần trước rồi, cho nên mình không cố ý về Việt Nam tham gia cái biểu tình này, mình nhưng khi mình phát hiện ra là sẽ có biểu tình ở Sài Gòn thì mình lấy cái cơ hội đó mình tham gia, vì mình cũng không đồng ý với hai cái dự luật này, cái dự luật đặc khu và cái dự luật an ninh mạng. Thì cả hai cái luật đó Vương nghĩ là nó không có đem lại lợi ích cho quốc gia, cho nên khi mình có cơ hội mình phản đối thì mình phải phản đối thôi. Why you don't say that when you're in Vietnam? Shut your mouth up, stupid. Will, trong cái thời gian đó thì bên này thấy là Will bị công an cộng sản bắt đập, đổ máu để mà bỏ tù. Lúc đó Will có cảm thấy hối hận không? Regrets. I mean, họ bắt mình quay phim, họ bắt mình nói cái này cái nọ. Cái hậu quả của cái biểu tình đó mình gây ách tắc giao thông, thì cái đó mình không cố ý, thì mình cái đó mình nói mình xin lỗi được, vì cái đó mình cũng không muốn làm phiền người ta, thì mình nói mình hối hận. Nhưng cái đại ý của cái sự tham gia của Will thì cái đó Will không bao giờ hối hận, thì cái đó là mình dân chủ, cái đó là không, Will sẽ không bao giờ hồi tiếc. Sao mày không nói cái câu đấy khi mình bắt mày không nói ở đây bây giờ mày về đây mày giải tán xong rồi mày lừa đảo người ta, mày coi thường cái dân hải ngoại quá, nó coi cái bọn chúng cộng này không đáng một đồng xu, nó nói nó lừa đảo một cách trắng trợn. Dù mình sinh ra ở Mỹ, mình phải quan tâm đến cái tổ quốc của tổ tiên mình. Thì Will là công dân Mỹ, Will luôn quan tâm đến Việt Nam. Mình phải theo dõi chính trị Việt Nam, theo dõi lịch sử Việt Nam, mình phải theo dõi cái thời sự Việt Nam, vì Will vẫn quan tâm đến dân tộc mình. Trong thằng này nên càng nghĩ nó có cái mục đích riêng của nó. Phải quan tâm đến những người đó, vì nó sẽ đi ra nó tranh cử cái gì đó mà họ đang sống dưới, họ nó không cho. Thì nó lợi dụng cái vòng cộng đồng này để đưa nó lên. Khi mà Lê thấy, Lê Sảo thấy nó bước xuống sân bay đó, thấy nó mắt nó ngơ ngác, nó giáo giác để nó tìm, nó nghĩ rằng sẽ có rất là nhiều người đến để coi nó như một anh hùng á. Độc tài, cho nên nhân dân không có cơ hội để phát cái ý nghĩa của họ. Nếu mà Will có cơ hội để mà nói thẳng với cộng sản Việt Nam, thì Will muốn nhắn họ,
những cái gì để mà cho người dân của chúng ta càng ngày càng tốt hơn, càng sống tốt hơn. Thì cái này cũng khó nói vì Vô nghĩ là cái thời gian thù hận nhau nó giống như là cái con chèn ép Nguyễn nó đi vào cái xong nó đọc tiếng Việt á. Các bạn biết không, cái mục đích của nó là để kiếm phiếu. Will cũng thông cảm và nó tranh cử cái kiếm phiếu, cho nên là nó làm ba cái trò giống như mình anh hùng nó người này kia các thứ, là mình vì cái dân Việt Nam. Họ cũng một tương lai tốt đẹp cho dân Việt Nam, mà Vô không đồng ý với cái cách mà họ làm. Nhưng Vô cũng muốn thông cảm với họ, họ cũng hy sinh rất là nhiều để xây dựng đất nước Việt Nam. Cho nên Vô nghĩ là thế hệ Will thì cái trách nhiệm của thế hệ Will thì phải hòa hợp thật sự, phải thông cảm với nhau. Nó nói nó nghĩ nó không bị hiện nay không bị ven giống như là không bị thủ địch, có nghĩa là other enemies we have other things too, giống như là trong đại học vậy, không bao giờ được quay lại Việt Nam. Mình phải đoàn kết với nhau chứ không thù hận nhau hoài. Cái đó cũng nghĩ là nó vô lợi. Chúng nó là lũ như vậy mà từ xưa đến nay mà bọn này nó làm cái gì nó đều có cái đứng trước đám đông như vậy mỗi ngày để mà cho mọi người xem, nhắn nhu nhở cho những trẻ em ở tại hải ngoại này. Thì Will sẽ nói với những em trẻ cỡ tuổi như Will và trẻ hơn nên làm cái gì. Nên làm cái gì? Tại sao mày á, con chó mày ở Việt Nam mày tranh đấu mày không dám nói đi? Mày không đứng lên mày nói đi. Mày sao đứng lên mày nói được cái gì? Sống nhật thường là Will nói tiếng Anh không mà chắc mới nói tiếng Việt nhiều. Nhưng mà Vô nghĩ là trước nhất là thế hệ của Will thì phải học tiếng Việt trước, và sau đó thì phải học tiếng Việt Nam. Tiếng Việt Nam thì bây giờ thì rất là phức tạp. Cũng có nhiều ý kiến, nhưng Vô nghĩ là tốt nhất là mọi người khi học lịch sử là phải giữ cái quan điểm khách quan, không không đừng cho cái tình cảm nó can thiệp với cái sự thật. Khi mình học lịch sử thì mình đấy, các bạn nhìn thấy không, phát hiện thời buổi bây giờ đâu có phải là sự thật. Việt Nam không có nhìn thấy cái gì ở bên Mỹ xảy ra mà bên Mỹ không nhìn thấy Việt Nam xảy ra đâu. Nhưng mà các bạn ngu, bởi vì bà quen chống cộng này nó ngu lắm, cũng còn đương bị jet lag thì chưa chắc hẳn là chưa có suy nghĩ là ngày mai sẽ làm gì. Nhưng mà chắc chắn là trong mấy tháng vừa qua, nhất là 40 ngày vừa qua, thì Will có rất là nhiều thời gian để mà suy nghĩ cái tương lai của mình. Thì 2-3 năm tới này, 5-6 năm tới này, Will sẽ làm cái gì và lý do tại sao mà Will muốn làm cái đó. Cái đó thì cũng khó nói, mình không biết tương lai nó mang đến gì. Will cũng chưa biết mình, nhưng trước nhất thì Will cũng muốn viết về cái chuyện này, muốn viết về cái 40 ngày mà mình ngồi trong trí hòa. Sau đó thì mình cũng muốn giúp dân tộc Việt Nam và hợp hòa giải sự với đúng nghĩa là đoàn kết, nhất là đoàn kết, nghĩa là quan trọng nhất là mình đoàn kết với nhau. Cái hệ của thì mình sống trong mày về Mỹ con mà trong thời đại chiến tranh nói một cách khác, mình nghĩ là mình cháu nên đó giữ cái quan điểm trung lập. After that thì Will cũng chưa biết tương lai nó mang đến cơ hội. Will, cái câu của một người Mỹ hồi xưa thì họ nói là anh hùng gia đình nó có mấy cái tiệm tàu mà bởi thời thế và vươn lên khi mà thấy bất bình bất công đến những người kẻ khác. Đây chính là Will, Steve Lee đại diện bên nhà người Việt Houston này cũng như là bên thành phố để mà đón mừng Will trở về Houston. Okay. Congratulations and welcome back. You are our hero. Chào các bạn. You are the pride and joy of the Middle East các bạn nghe thấy nó nói gì chưa? Thằng khó thế. As well as all those lúc nó ở Việt Nam á, thì nó không dám nói là tôi không nó làm một cái thằng hero, một cái thằng gì anh hùng đi,
Hả? Thằng chó chết. Tại sao mày lúc đấy mày không nhận là tôi đấu tranh, tôi giúp dân Việt Nam này kia các thứ. Rồi nó nói cái gì, nó chỉ là vô tình để đi vào cái cuộc biểu tình đó thôi chứ không cố ý. Nó không biết khi mà nó trước khi biểu tình thì nó đã mua vé rồi. Nó mua vé rồi và sau sau đó nó mới tới đó thì vô tình thấy cái cuộc biểu tình đó. Nhưng mà cả cái thế giới này nó đều biết rằng cái thằng này đã biết cái ngày giờ biểu tình vào ngày mùng 5 rồi. Rồi sau đó đến mùng 10 nó về Việt Nam là nó chạy thẳng đến đấy rồi mà nó dám nói là nó không biết. Xong rồi khi bị bắt á thì ngoan như một con cún. Xong rồi nhận, xong rồi bây giờ về Mỹ lại bảo cộng sản bắt nó nói. Mẹ mày là anh hùng mà tại sao mà để cho cộng sản bắt mày nói? Why you so stupid? Đừng có lừa người ta, don't be liar. Thằng chó chết này. Đây 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 đây. For the first time, we're hearing from an American graduate Rồi. student who was arrested in Vietnam last Để lấy week. sao tìm 32-year-old William cái Nguyen was beaten nó and dragged. Oh, he's nó pained. xin lỗi. Đây. Các bạn xem cái này. Taped video confession, Nguyen appears to say, "I understand that my acts violated the law. I regret that I caused trouble for people heading to the airport. Communist Vietnam has a history of both forced confessions and suppressing free speech." Daniel and Nguyen are now on Capitol Hill fighting for William's release. At least three Democratic lawmakers are calling on President Trump to help secure his freedom. The State Department would not comment on specifics, but last week a spokesman told the Washington Post that a consular... Tại sao lúc đấy nó không nói là tôi làm cái này là giúp dân Việt Nam được tự do hả? Cho nên là Lê Sà thấy cái thằng thằng gì nhỉ, thằng ngu kỹ nó nói cũng đúng. Nó bảo đừng đi về Việt Nam đấu tranh thì đừng có ăn năn hối hận cái gì đó mà phải rồi. Nó bảo là Hoa Kỳ điều tra Will Nguyễn bị cái gì? What the fuck? Will Nguyễn nhận tội đây. Cái bọn chống cộng ba que bị thằng này nó sỏ Quân mũi. Nguyễn, công dân Mỹ gốc Việt, bị cầm giữ ở Việt Nam trong Quân Nguyễn về tội gây rối. Định là Will không theo Sao đuổi một không thấy nó nói cái đoạn đấy nào? dân biểu và nghị sĩ Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đối. Bác Phản gái, đối cái mà mẹ lúc chúng hai mày tiếng phản gái đối. có mặt trong đoàn biểu tình. Phải nghĩ sao? Con cứ bị ám ảnh. Shit, cái bọn này nó nói giỏi thật đấy, công nhận. Will Nguyễn nhận tội và hứa không tái tái phạm. Hiểu. Sai trái với luật pháp Việt Nam. Will có nhận là đã gây ra chuyện cho những người mình đi ra phía trước, mình đã cản trở giao thông. Cái đó thì Will hiểu và cũng đã gây chuyện ra cho gia đình bạn bè. Đó Will cũng hối hận rồi và Will sẽ không tham gia đến những hoạt động mà đã mà sẽ chống phá chính phủ Việt Nam. Sao? Sao? Mọi người nhìn thấy cái thằng chó nó nói chưa? Đấy. Nó nói như thế. Xong rồi bây giờ nó quay về 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 Mỹ nó sỏ mũi cái đám chống cộng. Đúng là cái bọn ngu. Cái dân chống cộng ba que nó ngu lắm, nó toàn bị cái bọn nó lợi dụng thôi, nó xỏ mũi nó dựng lợi dụng thôi, như con trẻ nét gì đấy, trẻ nét Nguyễn à hay cái gì đấy,
nó lợi dụng cái bọn xỏ lá để nó kiếm phiếu, xong nó vào trong cái hội nghị ấy, nó đọc bằng tiếng Việt, nó đọc cho mà cụ tổ của chúng nó nghe. Có phải nó rõ ràng nó xỏ mũi cái bọn, nó dắt mũi cái bọn mà chống cộng không? Chứ còn nó đi vào cái chỗ đấy toàn là người Mỹ thôi mà nó đi nó bỏ cái tiếng Việt ra, không, nó đọc để cho mọi người nghe thấy nào, có nghĩa là ồ cái con này nó vì cộng đồng cho nên là mình phải bỏ phiếu cho nó để cho nó vì mình. Cho nên còn cái thằng Will Nguyễn này á, cái tương lai không biết nó sẽ làm cái gì, thế nhưng mà bây giờ nó đang xỏ mũi cái bọn chống cộng phá que, đúng không? Lại đi ra để you are hero, hero, hero. Ba que đang tìm cách nâng bi thằng Quy Nguyễn. Gia đình nó cũng có tí của thằng này, có nghĩa là có ăn có học, chắc cũng lại lợi dụng tính tương lai sẽ làm một cái gì đó, rồi nó sẽ lợi dụng vào cái bọn cộng đồng này. Cái bọn cộng đồng này bốn mấy năm rồi nó toàn bị như thế thôi, các bạn hiểu không? Chứ nó chống cái gì, chống cái mả bố nhà chúng nó. Mình thấy là nếu mình là cái bọn chống cộng á, mình cảm thấy mình bị sỉ nhục vì cái thằng này nó quá coi thường cái bọn ba que, đúng không? Nó ở Việt Nam nó nói một đằng, tôi cảm thấy hối hận rồi, tôi sẽ không chống phá Việt Nam nữa, rồi này kia các thứ. Thế tại sao về Việt Nam không làm anh hùng đi? Bảo tôi làm như thế tôi cảm thấy là đúng, tôi chủ bụng về đây để đấu tranh cùng với dân tộc Việt Nam, tôi không có hối hận, kể cả cho tôi đi tù, như thế mới gọi là hero. Mẹ tiên sư vừa mới tóm một cái, tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ không bao giờ chống lại cái chính quyền này nữa. Xong bây giờ về này, tôi không có ân hận. Nếu mà mình là cái bọn ba que, mình cảm thấy bị sỉ nhục quá. Tại vì nó quá coi thường bọn này, nó coi bọn này chả biết cái gì, chả hiểu cái gì trên cõi đời này. Cho nên nó thích nói cái gì để nó nói. Bọn lao phang ngu dốt. À, nên sao mới học được một cái từ tiếng miền Nam gọi là cái gì à? tiếng của ba que gọi là cái gì nhỉ? Dơ giấy á, đọc là cái gì? À, nói đúng giọng hả? Em thì em nói tiếng Bắc cho nên em nói ngọng, còn em nói đúng tiếng Nam là dơ giấy, là bọn lũ ba que xỏ lá nó rất là dơ giấy. Đúng không? Đấy là nói đúng giọng ấy nhá, không để bảo em nói ngọng. Bọn dơ dãi. Việt Nam mình quá nương tay với tụi hải ngoại này nên nó được thể nó càng xuyên tạc về đất nước. Vậy nhà nước mình phải nghiêm khắc xử tụi này thật nặng. Thằng Nguyễn Nguyễn, đúng rồi, thằng Nguyễn Nguyễn này sẽ bị quả báo như thằng phản động Bùi Tín thôi. Cái thằng này á, theo mình nghĩ thì nó là cái dạng nó có cái mục đích gì đó, nó phải có một cái gì, mục đích gì đó, nhưng mà nó sống ở Mỹ chứ không phải nó sống ở Việt Nam. Nó không ngu, nó không dại gì mà nó lại quay về Việt Nam nó làm một cái gì nữa. Cho nên là nó quay nó làm một cái đấy ra để coi như là nó thành một cái thằng rất là anh hùng để dắt mũi xỏ mũi bọn ba que đó, đúng không? Rồi gia đình nó lại làm ăn ở bên đấy nữa, cho nên nó phải muốn được lòng cái bọn ba que xỏ lá, đúng không? Ví dụ như có hội nghị, có cái gì họp hành hay là cái gì á, rồi là đại nhạc hội cái gì á, thì vào thuê cái nhà hàng của cha mẹ nó, đúng không? Rồi liên kết làm ăn. Thời buổi bây giờ càng ngày càng khó khăn rồi, người ta cần cái gì? Cần cái thị trường, đúng không? Cho nên là nó xỏ mũi, dắt mũi cái bọn ba que này là như vậy. Loại như thằng Nguyễn Nguyễn trò hề cứ cho nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đập chết. Cũng chẳng cần, tại vì mình giữ nó để làm gì cho tốn cơm tốn gạo ra các bạn. Biết nó là cái loại như thế, tống cổ nó ra khỏi Việt Nam, nó không còn đường về nữa, không còn đường quay lại Việt Nam nữa, đúng không? Cái thằng ấy là thằng ngu, mẹ.
nó có thể nó về Việt Nam nó mở nhà hàng hay nó làm một cái gì nó cũng được, mà đâu nhất thiết phải phải dựa dẫm vào cái bọn sắp sửa chết rồi, đến nơi rồi đâu. Bọn nó đang đưa Nguyên Nguyễn lên sẽ là lãnh đạo đất nước Việt Nam trong tương lai, lãnh đạo gì mà hèn nhát quá vậy. Thì đúng rồi đó, ngay như mình sống ở đây mình chống lại bọn ba que, mình dám nói là tao chống chúng mày đây, chúng mày làm cái gì tao thì đến đây mà làm. Nhưng mà thằng đó nó nói là nó đi, nó vì người Việt Nam, vì dân Việt Nam mà vừa mới bị tóm một cái. Will biết là có lỗi rồi, từ nay trở đi sẽ không có chống đối lại dân Việt Nam nữa. Lúc ra tòa xử nó còn hứa về Việt Nam để nó xây, nó để nó còn xây dựng đất nước mình, khi thả về thì nó lại xuyên tạc, hoặc là nó thú tội mấy này Việt Nam là nó sang đây vì cái mục đích gì thôi. Có bạn nào muốn lên nói chuyện này? Nhân Nam thả nó ra, biết đâu sau này nó về nó tôi về tôi sẽ cái gì tranh cử một cái chức vụ gì đó, xong nếu như mà tôi được thì tôi sẽ quay lại Việt Nam hợp tác làm ăn với các anh. Biết đâu được vài hôm nữa lại bị cái tội là cái gì cộng sản cho mà xem. Bọn ba que nó lại bảo là thằng Will này là cộng sản gài vào. Nó là thằng ba que sọ ná. Không phải đâu, gián điệp ấy. Gián điệp của cộng sản ấy vào cứ về Việt Nam là bị cộng sản mua chuộc à. Việt Nam chúng ta không có. Chị đang Lê Sả đang át đấy nhá, nhân. Việt Nam chúng ta không có chỗ cho ba que. Đất nước Việt Nam là của nhân dân Việt Nam chúng ta. Đúng rồi. Nước Việt Nam là của người dân Việt Nam mang quốc tịch Việt Nam, chứ không phải là mang quốc tịch Trung, mang tụ quốc tịch Mỹ. Phá đập chết mẹ nó đi. Các bạn có quyền. Và các bạn phải hãnh diện lên rằng mình có một cái nhà, chứ không phải là vô tổ quốc như chúng nó. Chào người đẹp, chào đẹp trai, đẹp gái gì nhỉ. Nay có áo đỏ đẹp thế. Ừ. Thiếu mỗi cái ngôi sao vàng rồi. Chưa may được. Không biết làm sao không có áp được em ơi. Xoay đi. Mọi người bảo xoay thì được. Chào Bảo Trâm nhé. Chào các bạn. Cho nên là thì sợ thấy cái thằng Nguyên Nguyễn này nó về Mỹ bắt đầu nó dắt mũi cái bọn cộng đồng. Nhiều khi ngồi nghĩ cũng thấy tội nghiệp cho những cái ông bà già, những cái người kém hiểu biết ở bên này, sống ở bên này hơn mấy chục năm rồi mà cứ bị chúng nó dắt mũi thôi. Các bạn thấy không? Từ ngày Lisa bước chân sang đây, Lisa đã nhìn thấy cái kiểu của chúng nó làm chống cộng rồi. Mà cha chúng nó suốt ngày nó như đã nhiều lần Lisa nói và luôn luôn phải nói, cái clip nào cũng phải nói để cho chúng nó mở cái mắt, cái tai nó đừng ngu si nữa. Nó chống cộng sản, nó muốn đổ lật đổ cộng sản nhưng nó toàn hại người dân Việt Nam thôi, chứ nó đâu có làm được cái tích sự mẹ gì đâu. Nó bảo vệ thị trường cho Trung Quốc, rồi nó chống hàng hóa Việt Nam, rồi nó kêu mọi người đừng có gửi. Thế nó muốn người ta giết gia đình người ta chết trước à? Nó đâu có bao giờ nó coi các bạn là đồng bào của nó đâu, đúng không? Khi mà người Việt Nam được qua đây thì nó bảo là người ta là cái gì cộng sản, rồi con ông cháu cha. Nó đâu có bao giờ nó vui mừng nó chào đón các bạn đâu. Nó đâu có bao giờ nó coi mọi người là đồng bào của nó đâu, đúng không? Thế nhưng mà khi mà nó đấu tranh, nó kêu mọi người đứng dậy biểu tình thì nó bảo là các bạn là đồng bào của nó. Xong rồi các bạn đứng lên đánh cộng sản thì nó ngồi ở bên này nó cười. Nó cười khi mà các bạn đi tù ấy thì các bạn tự chịu.
tự sướng ở trong tù á, đúng không? Có không có bao giờ chúng nó coi các bạn là đồng bào hết. Những cái người sang bên này đi làm ăn á, đi kiếm ăn này kia các thứ, bị nó kỳ thị, đúng không? Rồi nó bảo là những cái người qua đây toàn những con ông cháu cha mới được qua. Vậy nó coi các bạn là đồng bào ở chỗ nào? Nhân nhân thử ra xong lại vào xem nào. Thật sự cứ nhắc đến chống cộng cực đoan là em muốn lên để nói. Ức không chịu được chị ơi. Đúng rồi, ai cũng thế. Không phải chỉ mình chị. Chị cũng điên ấy chứ. Đừng nói gì mấy chục năm ở đây chị nhìn thấy nó chị ngứa hết cả mắt rồi. Việt Nam ta yêu hòa bình, nhưng nếu có đánh nhau để bảo vệ mình thì cũng chả sợ thằng Tây thằng Tàu lắm. Chính xác là như vậy. Ngày xưa lý do mà nhiều người ở trong miền Nam người ta bị bưng bít thông tin, tại vì có bao giờ trong đấy, trong miền Nam nó lên 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 đài nó nói là hôm nay người Mỹ bỏ bom giết chết bao nhiêu dân miền Bắc rồi là này kia các thứ không? Hay là nó chỉ nói là dân miền Bắc đi vào trong Nam để giết người? Nó đâu có bao giờ nó nói những cái chuyện là Mỹ nó tấn công miền Bắc đâu. Cho nên những người dân ở trong miền Nam người ta đâu hỏi là trong miền Nam có biết cái chuyện đấy không? Mà nó bảo là không. Thế xong nó nói là nếu mà thật sự có thì người ta phải nói chứ. Nó sinh ra sau cái năm chiến tranh Việt Nam mà. Rồi nó đâu được bố mẹ nó nói cho nó đâu. Vì bố mẹ nó đâu biết đâu. Đúng không? Đồng bào 100. Đồng bào 100 nhiều đô la. Là sao? Chúng ta tự hào là người Việt Nam ba que. Chúng mày phản bội tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng tao. Chúng mày ba que ấy làm gì có tổ quốc mà về. Đúng rồi, mỗi con người chúng ta phải gìn giữ nó như báu vật. Rồi á, cái thời gian chiến tranh đấy thì nó đã kêu gọi người miền Nam là bảo vệ miền Nam để cái gì? Bảo vệ miền Nam để giải phóng miền Bắc. Nó cũng muốn giải phóng, nó cũng muốn đánh miền Bắc mà. Nó đâu có phải là không muốn đánh miền Bắc đâu. Không nghĩa dân miền Bắc ngồi chờ dạng ra để chờ chúng nó tới chơi mình ạ. Đâu có vụ đấy. Đúng không? Từ ngày chúng nó làm nô lệ đã là bán nước rồi. Giờ còn nói là về phục quốc, về phục cứt ấy. Nó về nó phục cứt, nó phục cứt ấy. Bọn chờ phọt cứt ấy, ở bên Cali ấy, bọn chúng nó thật bên Úc này nó đỡ hơn bên Mỹ các bạn. Người ở bên Úc nó còn bọn chống cộng bên Úc nó thông minh hơn bọn chống cộng ở bên Mỹ nhiều. Thằng Pháp, thằng Mỹ. Thằng Pháp, thằng Mỹ, thằng Nhật, thằng Tàu, chúng ta không sợ nói gì so cái gì. Gì sợ lũ ba que chúng mày, chính xác là như vậy. Ngay như mình ở đây mình nói mình chửi lũ ba que xỏ lá đấy, mình dám nói lên mình chửi, mình đâu có sợ chúng nó đâu. Rồi chúng nó đe dọa mình rồi này kia các thứ, mình đâu có sợ chúng nó đâu. Nhưng mà cái thằng Huy Nguyễn á, nó nói là nó vì dân Việt Nam. Tại sao vì dân Việt Nam chứ sao lúc cảnh sát bắt không gân cổ lên nói như thế đi. Mẹ mày. Trời ơi, sao mà cái lũ ba que nhục nhã thế, để nó coi thường cho. Không bằng thằng Ngô Kỷ. Thằng Ngô Kỷ nó nói cũng đúng ấy. Nó nói là cái gì mấy người về Việt Nam rồi không dám nói nên cái gì đấy. Có cái clip nó nói cũng có lý lắm. Ở trên phố Bô Sa. Bố mẹ bọn ba que đu càng vẫn dạy chúng phải về lật đổ Cộng sản. Nhưng làm sao mà lật được.
Hồi đó gọi là Bắc Tiến, đúng rồi. Đó. Cho nên là chính những cái người miền Nam ấy luôn luôn bị thông bưng bít thông tin. Nó đâu có bao giờ nó nói cho người ta biết là người miền Bắc bị như những cái gì, chuyện gì xảy ra vào những năm chiến tranh đấy đâu. Chính bản thân mình còn chạy chạy bom chạy đạn như là cái gì á, không lẽ ngồi ngồi chờ chúng nó tiến ra Bắc để đánh mình à? Mẹ lũ ngu. Xong rồi á, nhiều người người ta sang đây người ta mới hiểu được ra, người ta mới tìm hiểu, người ta mới hiểu ra là cái thời gian như thế nào. Chứ dân miền Bắc đâu có bị bắt, cái thời gian chiến tranh Mỹ ấy, đâu có bị bắt đi bộ đội đâu. Toàn thanh niên xung phong thôi. Đúng không? Tại vì người ta phải vì con cái, vì tương lai con em người ta chứ bây giờ. Ví dụ như là nói mọi người đi nhìn thấy cái cảnh hàng xóm nhà mình bị bom nó bỏ chết. Rồi gia đình mình, bà con ruột thịt hay là cái gì, có ai bị chết, bị bom chết, có hận không, có tức không? Người ta phải đứng lên chứ. Miền Bắc từ 65 đến 72, bình quân mỗi người đàn bà, mỗi người dân phải đội một tấn bom. Mất mát đó lũ ba que. Có chịu nổi không hay Mỹ vượt rút là cục đuôi chạy theo, đúng không? Mỹ nó vừa mới rút quân một cái, 55 ngày sau là thua bét nhè ra, tụt hết cả quần cả áo để chạy. Sao lũ chúng mày có súng có đạn, chúng mày không ở lại Việt Nam mà tranh đấu, mà đánh nhau với cộng sản? Cộng sản tiến vào Sài Gòn đâu có tốn một viên đạn nào đâu hả? Chúng mày tụt mẹ, chúng mày quần, chúng mày chạy hết rồi đâu nữa. Đó. Cộng sản đâu có tốn viên đạn nào đâu, vào trong Sài Gòn đâu có bắn viên đạn nào đâu. Miền Bắc tất cả về miền Nam. Thân yêu bỏ lại xác thịt nơi chiến trường miền Nam. Cái gì mình biết, nhưng cho nó biết Việt Nam mình có tàu ngầm. Tên lửa đủ kết thúc một nước Mỹ đó Lisa. Vậy Việt Nam mình giỏi lắm, cưa cả bom á, chả sợ chết đâu. Cưa cả bom rồi á, rồi ôi. Cái mũ bị rơi á, gần cái xe bị rơi xuống đường mà cái xe nó gần chạy tới mà còn lao ra để lấy cái mũ, nhất định á, thà chết chứ không bị mất cái mũ đâu. Người Việt Nam mình lì lắm, không có sợ chết đâu, không có hèn như cái lũ ba que đâu. Tại vì chúng nó ăn chơi nó quen rồi, cho nên đến khi nó khổ nó không chịu được, các bạn hiểu không? Rồi thế rồi đến khi mà chúng nó ở Việt Nam chúng nó hét ra lửa, xong đến khi sang Mỹ chúng nó, người ta coi nó chẳng ra cái gì hết, chúng nó sống như là một lũ mọi, chả vừa câm vừa điếc. Đi đâu cũng phải nhờ người này người kia, đúng không? Già khú đế rồi, bước ra đường chẳng ai biết chúng nó là ai cả. Cho nên nó hối tiếc cái thời đó, nó thù cộng sản ở cái chỗ đó. Chứ còn thật sự cộng sản làm cái gì? Các bạn ở Việt Nam ấy nghĩ rằng ở Việt Nam không mất tự do cái chỗ nào, mà ở bên hải ngoại tự do cái chỗ nào, tự do hơn Việt Nam như thế nào? Đó, cái gì nó cũng có luật hết, nói hay là cái gì đó, cũng có luật hết, luật pháp hết. Nếu mà có luật pháp thì đâu còn gọi là tự do, đúng không? Tự do là mày muốn làm gì mày làm. Còn đã có luật pháp ấy, là con người phải sống trong cái vòng luật pháp. Còn người Việt Nam mình á, chỉ có cộng sản mới trị được thôi. Tại vì cộng sản là người Việt Nam, mà Việt Nam mới hiểu được dân Việt Nam, đúng không? Người ta mới biết cách để người ta xử lý. Chứ còn cái dân Việt Nam sang đây có dám há mồm mà nói cái gì không? Cứ bày đặt. Luật pháp Việt Nam quá nhân đạo. Chứ còn gì nữa, bây giờ các bạn thử so sánh một cái câu chuyện nó cũng xảy ra như thế ở Mỹ. Nếu như thằng Will Nguyễn là người Việt Nam đi sang Mỹ làm những cái chuyện đấy mà bị bắt ở Mỹ như thế, trèo lên những cái xe như thế, xem nó có bị ăn mấy phát đạn vào đầu không, chết
từ đời tắm tổng rồi, 49 ngày rồi. Đúng không? Chào tất cả mọi người nhé. Cho nên là cái lũ này á, nó chỉ làm tiền thôi và nó xỏ mũi cái dân dân Việt Nam ở bên này thôi. Lisa đã nói là nếu mình là cái bọn chống cộng, mình cảm thấy cái thằng Lisa, cái thằng Quy Nguyễn này nó quá sỉ nhục cái bọn bọn ba que. Không biết cơ nãy nhân nhân muốn lên mà không có áp được, không biết tại sao á. Nhân dân thử ra xong rồi đi vào Việt Nam dân trốn thuế nhiều. Hầu như 10 người, 100 người thì 99,9 người là có trốn thuế. Nói chung là chẳng cần phải nói ra, dân Việt Nam mình hiểu nhau quá mà. Sống ở đâu cũng vậy thôi các bạn. Chả có ở đâu là khác nhau cả. Sống ở cái tầng lớp nào thì có gian lận ở cái tầng lớp đó, đừng có nói phét nữa. Cái bọn ba que ở bên này này, Việt Nam mình Nam hoặc Bắc là một nước mà Nam hoặc Bắc là một nước mà nó không bao giờ tách ra được đâu này giờ. Đúng rồi, nó mà làm như thế ở Mỹ thì nó đã tự order về một chiều xuống âm phủ rồi. Nó bị ăn đạn đồng rồi, ăn kẹo đồng rồi. Xem có tắt có được. Thử xoay 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 xoay. Em có xoay xoay kiểu gì phôn phiếc thì xoay ngược xoay xuôi thế được. Lại ăn à? Không áp được à? Chờ tí nha đồng chí. Nguyệt viết hay Nguyệt Việt thì đang áp định á, hy vọng là được. Việt Nam từ năm 13 đến năm 16 là nổi bật luật trên Face hài không chịu nổi. Đúng rồi, ở bên này luật pháp á, con người người ta tuân thủ luật pháp lắm. Tại vì các bạn biết không, ai cũng sợ bị phạt. Đó, ví dụ như là người ta lịch sự, nó ở trên đường nó chửi nhau ầm ĩ lên đấy. Thế nhưng mà cái luật pháp ấy, mình nó không có dùng đến cảnh sát, nó không mất nhiều lương cho cảnh sát đâu, nó cứ tại vì ở đây ai cũng có địa chỉ này kia các thứ đàng hoàng, cho nên là khi mà mình chạy xe lộn xộn cái nó cứ chụp cái số xe của mình rồi nó gửi giấy phạt về cho mình đó. Chứ nó không cãi nhau bằng mồm với mình đâu. Ai cũng phải sợ. Rồi khi á, giấy phạt về, nó nói ngày này bạn phải đóng. Nếu mà không đóng á, thì nó cứ tăng lên thôi, cái giá tiền nó cứ tăng lên. Nó tăng á, đến cái giá nào á, mình không trả đấy, nó đưa mình ra tòa. Mà đưa ra tòa đáng nghĩa, ví dụ nó phạt 300, nó phạt thành mấy ngàn cơ. Vì cái tiền ra tòa nữa. Không biết tại sao không được ấy, các bạn xoay điện thoại hay là như thế nào đó. Mọi người nói China cũng thế, đầu tư hệ thống camera trên đường cao tốc không hề rẻ. Như Việt Nam á, thì cũng khó lắm mọi người biết không, nhiều khi có bill về, có giấy phạt về chưa chắc nó đã trả, đúng không? Nó trả nôi nó ra tòa rồi nó cứ chạy bữa thì bây giờ làm gì nhau. Hello. Hello, chào chị Lisa. Mời chị xoay xoay. Xoay xoay lại. Bị ngược cái điện thoại rồi.
Ngược đâu mà ngược, đã say đâu uống cà phê đâu có say đâu nhầm suối bằng ngược chị. Chào chị nhá, lâu lắm rồi theo dõi chị nhiều lắm rồi bây giờ mới nhìn thấy mặt. Vậy hả? Bây giờ mới trực tiếp, bây giờ mới trực tiếp. Vâng, không theo tại vì em cũng là một người xa quê hương, cũng nhất là đi xa quê hương thì chị biết là ai mà không nhớ quê hương đúng không, Đúng rồi, đúng rồi. cũng Em nói ở là đâu? ai cũng hiểu nhá. Em ở nước nào vậy? Em ở Sweden chị, Thụy Điển chị. Sweden, Thụy Điển. Bên đấy cuộc sống bên đấy cuộc sống ok Đó. Ở đông thế chị ơi, cũng phải cày thịt không? xịt khói mới có ăn chứ, làm sao mà cũng chờ không Làm xì khói à? xịt khói. Đúng rồi, đúng Đó là rồi. mình đàn ông ở tạm bên tạm này, rồi. đàn Đúng ông ở bên này bên hải ngoại vất vả hơn đàn bà đúng không? Cũng vất vả hơn đàn bà nếu mà phải chị đi nói nó làm này nghiệp nó vất vả là nó nói gì nó thiệt thòi quá nhiều ấy. kia. Thiệt thòi thì Các ông ở bên này mà lộn xộn là cái là cho ra vô gia cư ngay. cái gì lộn xộn thì nó chỉ bấm 5 số rồi là nó đến hot đi đấy chứ lộn xộn cái gì. Chứ tôi còn nói nữa chứ đừng có nói này. Chưa kịp nói chứ kịp Đúng giải rồi, thích cái gì. ở bên bên này á đàn ông không có giá đâu. Ở bên đây chính giờ ở đây những nước này mới là cộng sản này, Việt Nam mới là quá là tự do đây, Đúng rồi. đến nó cho mình giải thích này, lên đồn nó giải thích sau, làm những chuyện cãi lại thời gian quanh co phí thời gian của cảnh sát về đồn, Đúng rồi. lên mời lên xe đàng hoàng về đồn nói chuyện. Lên đấy nó đập cho một trận nữa, nó ghè cho bên nhà ra làm ở gì bên cũng đây thì khó. ở bên đây thì không có như thế, nhưng mà nó cho mình lên thì mình đã mất cái thời gian làm việc, mất đi mất lại, không phải người đưa người đó, nó phiền hà lắm, cho nên ở bên đây nó giáo dục con người, nó chỉ cần gợi ý cho mình biết là nó cái khi mình đã về đồn cảnh sát nó khó khăn thế nào rồi thì mình phải tự nghĩ, mà con người thông minh phải tự hiểu ra ngay, chứ không như Việt Nam cứ đôi co mà chửi cảnh sát mà răng không có cái nào mà Đúng nhau rồi. hơn. Tại vì cái lý do mà công an nó cứ đứng để nó nghe nó nghe đôi co rồi cãi lại ấy, bởi vì họ hiểu được cái kiểu của người dân Việt Nam mình đúng không? Vâng. Cái kiểu dân Việt Nam là khi mà nó cùn á, người ta nói là thằng vua còn thua thằng liều á, thằng lì á, nó cùn lên á, cái gì nó cũng làm được đó. Cho nên là cái người dân Việt Nam mình á, chưa đến cái mức độ mà hiểu, ví dụ như nó có nhà có cửa, nó có công ăn việc làm đàng hoàng thì đôi khi á, người người nó phạm cái luật gì nó còn sợ đúng không? Nhưng Dạ mà đấy nhiều những chị. cái thằng nó vẫn còn bựa ấy, cho nên là nó coi luật pháp chẳng là cái gì cả. Cho nên Việt Nam mình sau này mình nghĩ rằng ấy, cái kinh tế nó ổn định rồi ấy, nó sẽ áp dụng những cái luật ở bên này, nó sẽ áp dụng y chang như ở bên này, rồi lúc đó là trắng mắt rồi. Ở bên nước ngoài thì cảnh sát nó tức là mình tôn trọng cảnh sát lắm, nhưng mà cảnh sát nó cũng tôn trọng mình, tức là mình phải nắm được luật mà nó cũng phải nắm được luật chứ, thế mình không thể Đúng nào rồi. nói vớ vẩn mà nó không thể nói vớ vẩn với mình được, tức là hai bên cũng phải song phương với nhau, tức là mình mà làm cái nói Cái cái gì sai nó cũng phải nó bắt mình đánh mình ngay, cũng như nó làm sai mình cũng có quyền kiện nó, tức là hai bên cũng phải là cùng đồng hành với nhau ấy, cũng chứ tùy không được như Việt thôi, Nam chửi chửi cũng nói gì nói qua rồi thôi không được. có nhiều ấy, thằng cảnh sát cũng khốn nạn lắm. Nếu mà những người ở bên Úc ấy, mấy chục năm trước mình có nghe cái đài phát thanh tiếng Việt, nó nói một cái người Việt Nam, một cái cô gái này người Việt Nam lên trên đài nói là khi mà gặp cảnh sát nó bắt thổi rượu, nó lại không đưa cái máy thổi rượu ra mà nó cầm cái dùi cui, nó bắt cái cô gái này là phải phải ngậm vào cái dùi cui của nó, hiểu không? Thế xong Cảnh sát ở rồi bên cái Úc á cô chị? đó, bên Úc Rồi, bên dã man đấy đấy, cả. xong rồi cái cô gái đó cô ấy lên đài phát thanh ở trên trên đài tiếng Việt này, cô nói là cô đã bị cái trường hợp như thế,
Nó không đưa cái máy máy thổi rượu mà nó đưa cái dùi cui, nó bắt cái cô À, em này biết là rồi, phải em biết ngâm rồi. vào cái dùi cui đó đó. Ở Cho bên Thụy Điển chỗ em này cảnh cảnh sát thường thường nó đi 2 người, nếu mà đi 1 người thì không bao giờ được nên làm việc đó hết, phải 2 người, lúc đó. nào cũng phải 2 người, 1 người là không thể nào làm việc được, Và bên thường này cũng thường. 2 người nhưng mà sometimes nhiều khi mình cũng thấy nó đi 1 người à, Nhưng không mà biết hai cái là là một. nó lên cơn điên lên nó bị làm sao hay nó như vậy á. Thế là cái cô đó cô nên trên đài phát thanh cô nói đấy, nếu như những cái người ở Úc mà nghe qua những cái tin tức đấy thì biết rồi. Cho nên những cái người người ta sống ở bên này người ta đâu có bao giờ người ta dám phạm luật đâu, cho nên người ta không hiểu gì ở bên này hết, ta chỉ biết sống ở Dĩ mình nhiên là sống theo ở cái nước không nào thế dám thôi, nhà nước nó cũng bin cảnh sát đấy chị, ở đâu cũng thế thôi, nó phải phạm. bin cái pháp luật của nó, đâu cũng thế thôi, chị công nhận không? Đúng không? Bây giờ ví dụ như mình, anh em chị em mình có cãi nhau ai thì mình phải bin anh em chị em mình trước chứ, tại sao mình là người ngoài chứ, đúng không? Sao chị là luật pháp, nó phải bảo vệ cái luật pháp của nó chứ, Đúng đâu như thế, rồi. đâu đơn giản như thế đâu. Nhưng mà này đây này cứ đi đi người Việt chửi người Việt, nó đâu có chửi được người Tây đâu, cho nên nó cứ chó mõm về nó chửi người Việt Nam thôi. Chửi Tây cái cháo không có mà ăn nên chửi Đâu cái bọn bọn chống cộng ở bên này này, nó cứ thích chó mồm về Việt Nam nó chửi á, cái cái bọn bọn điên nói còn nói thật, nó thật thì chỉ ở nước ngoài chính với cái bọn là thân tàn ma dại, những người làm ăn tử tế đàng hoàng ai có thời gian như thế, nó thật thành phần chính nó xác, thân tàn ma dại, đúng rồi, toàn chứ cái ai bọn có thời gian ăn ngu gì mà đi đi chửi với quê hương nơi 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 chôn rau cắt rốn của mình, ngu đến mức gà què ăn ai quẩn cũng cối xay ấy. không thôi. Em tranh thủ vào hỏi thăm chị đấy, chúc chị sức khỏe nhé, có Ok, thể có vẫn có cảm sức khỏe ơn thì em làm nhé. chống với bọn phản động, em cày tiếp chị xịt khói Ok, chúc em có nhiều dạ. sức khỏe cày nhé. Vâng ạ. Ok, bye bye. Vexer cô la đấy, chú cô la đấy. Chào các bạn. Nói khách mời chỉnh này, chắc là không biết tôn trọng cái đôi khi nó bị ảnh hưởng kỹ thuật, mọi người thông cảm, đâu có sao đâu, vẫn nhìn thấy mặt mà. Việt Nam ta ba người mới, mấy thằng ngu dân số chửi như thương cái gì. Việt Nam ta ba người, mấy thằng ngu do cầm điện thoại nghiêng. Đâu có sao đâu, chuyện nhỏ mà, vẫn nhìn thấy nhau mà, đâu sao đâu. Đấy cho nên là các bạn phải biết là bên này á, chúng nó cứ nói ở bên này phải như ở bên này tự do. Tự do cái gì, có cái thằng ba que nào lên đây nói chuyện không? Tự do như thế nào, tự do về cái gì, được nói à, nói cái gì hả? Nói mà không đúng mà nó quay ra nó đập cho tòe mỏ ra, đúng không? Nói cái gì mới được chứ. Bây giờ tự nhiên đi bảo một cái thằng nào ăn hối lộ, như là mấy cái thằng khốn nạn ở bên này nó nói nè, mấy cái thằng chúng mày á thử ở bên này xong thấy người ta giàu có, xong rồi mày bảo chứ cái gia đình đấy nó ăn nó trốn thuế đấy, rồi nó này kia các thứ, mày nó tên nôi tuổi người ta ra như là chúng mày đã từng nuôi nôi những cái ông cán bộ ở bên này ở Việt Nam đấy, xem là chúng mày sẽ được cái hậu quả gì mà chúng mày nói là chúng mày tự do mới này kia các thứ hả? Khi người ta đã có thật sự bằng chứng là cái người đó gian lận thì người ta mới có quyền nói ra nhá, còn nó không có thì chúng mày thử nói xem, cứ thử nghi ngờ cái kiểu đấy xem là chúng mày có bị tóm cổ ra tòa chết mẹ chúng mày ấy. Nói. Chào các bạn, chào Ngô Phương, còn muốn tự do về cái gì nữa không? Chống cộng cực đoan ba que rồi cũng chết, cô độc lạnh lẽo như thằng Bùi Tín mà thôi, chính xác là như vậy. Ôi, nhá, hầu như những cái người già bên này á, sợ chết xong bị thiêu lắm, nhá, không có chỗ chôn, tiền chôn rất là đắt.
Đó. Con cái nó tiền đâu ra mà nó chôn. Trừ khi mình có tiền, bây giờ mình có tiền mình mua sẵn đất đi. Xong mình để đến bao giờ mình chết á thì bắt đầu mình con cái mình nó lôi mình ra đấy để chôn. Chứ còn nếu mà không có tiền ấy, thì chỉ có thiêu thôi. Đúng không? Chào các bạn. Chứ còn ở bên này cuộc sống là như vậy mà. Chứ đâu như ở Việt Nam đâu. Hình như ở Việt Nam bây giờ cũng phải mua đất phải không? Mua đất chôn ấy. Phải không? Thấy hello, hello. Bây giờ mấy giờ rồi nhá? Thế sáng này phải chuẩn bị đi đón con đi làm. Đấy. Các bạn thấy không? Con đi già năm nay nó 16 tuổi. Mà một tuần nó phải đi làm mấy ngày để nó kiếm tiền. Đó. Chứ đâu có phải là ở bên này là trẻ con nào không không gì đâu, tại vì mình không có cho chúng nó sử dụng tiền giống như là chúng nó tự do quá cho nên là chúng nó phải tự đi kiếm tiền. Mẹ mình cũng không muốn cho chúng nó được hưởng giống như là làm sao? Cái gì cũng chiều nó để cho nó toại nguyện đủ thứ thì nó sẽ không cần thiết gì đến làm ăn nữa, đúng không? Cho nên là nên sao không có tiền cho nó thì nó phải đi tự kiếm tiền. Đó, đi làm á, đi làm hôm hôm nọ làm đến từ 4 giờ đến 11 giờ đêm, 16 tuổi rồi. Đi học về một cái là về vắt cặp sách thay quần áo là đi làm luôn. Đó, một ngày một tuần nó cũng làm mấy ngày. Ở nông thôn không phải mua 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 cái gì? Mua mua đất chôn đấy hả? Ngày xưa mình nhớ là đâu có mất tiền chôn đâu nhỉ? Cứ chết là mang ra cái nghĩa địa đấy là chôn thôi. Bây giờ chắc là phải mua rồi. Ở bên này đắt lắm, bên này mua mấy chục ngàn một một đám một cái đất chôn thì phải. Để hôm nào mình lên trên mình tìm hiểu xem là bao nhiêu một phát chôn. Mình cũng phải tiết kiệm dần đi nào vừa. Trả góp. Mình mua một cái nhà thì mình phải trả góp 30 năm, đúng không? Bây giờ mình lại phải nghĩ đến là sau này mình chết nữa thì mình lại trả góp một cái đám đất nữa. Thế là lúc mình sống chết rồi vẫn phải trả. Đúng không? Lên đồng với mới VIP đấy. Bên ấy lạnh à chị? Bên này lạnh lắm. Mấy hôm nay lạnh lắm. Hôm nay mấy độ, 7-8 độ rồi. Trời này mưa nữa. Ừ, bên này lạnh lắm mà tiền ga thì nhà ai cũng méo hết cả mặt ra 400-500 tiền ga. Xem nào, Melbourne weather 12 độ. Bây giờ hiện bây giờ là bao nhiêu? Đang mưa. Bây giờ hiện bây giờ là 12 độ. Ở Việt Nam nóng lắm mà. Chào Lisa Vũ, chào các bạn. Chị Lisa về Việt Nam làm dân biểu đi chị. Làm dân biểu làm sao? Làm như nào? Chị đâu biết làm dân biểu. Nông thôn cấp miễn phí để mai táng. Thì đó. Như là cái thời gian đó mình thấy đi, ở Việt Nam bị lụt lội á thì bắt đầu á, mỗi một nhà ở trên thành phố á, là phải đóng vào bao nhiêu tiền đó ở phường á, người ta thu đến người ta thu mỗi gia đình bao nhiêu tiền đấy để giúp cho những người bị lụt lội đó mà ai cũng phải đóng nhá, chứ không phải là như ở bên này là phải đi gõ cửa từng nhà một để xin đâu. Chị Lisa làm lãnh đạo thì bao que hết đất diễn.
Trời ơi, để Lisa cao thế. Cái thời tổng động viên ủng hộ đồng bào lũ lụt tất cả các tỉnh. Ừ đúng rồi. Mình thấy cái người Việt Nam hay ở cái chỗ đấy đấy, ai cũng đóng góp mà bắt buộc phải đóng góp rất là hay, và mình cảm thấy nó có một cái gì nó rất là gia đình, các bạn hiểu không? Nên mọi người phải đóng góp, phải giúp cho những cái người lụt lội. Rồi Anisa thấy bố bố mình ở Việt Nam nói, bố bảo chứ bây giờ những người vùng sâu vùng xa người ta sướng lắm, được nhà nước người ta ủng hộ nhiều thứ lắm. Mà sao tụi ba quen nổ não chị ơi. Ồ, cái chúng cái bọn ấy nó rách việc á, mà ở bên này nó không có gì làm, rồi nó đâu có biết cái gì về Việt Nam đâu, mọi người nó cứ xuyên tạc ra như thế để nó kiếm view kiếm tiền, rồi tầm bậy tầm bạ, rồi nó quyên góp về này kia trai nọ, quyên góp để tế cái mả tổ nhà nó suốt ngày nó nói là cái gì gửi tiền về cho cộng sản nhà, để có cộng sản mạnh thế này cái kia đừng gửi tiền, thế nhưng mà nó suốt ngày nó lừa đảo cái dân ở hải ngoại này là quyên góp cho chúng nó để giúp người nghèo ở Việt Nam. Vậy thì các bạn có thấy nó nói một đằng nó làm một nẻo không? Nhưng mà cũng không sao các bạn, cái bọn ngu thì cứ để cho nó lừa thôi, càng gửi nhiều tiền về cho Việt Nam càng tốt. Cái mẹ nó bố lũ chó, quyên góp quần áo cũ sách vở bút vân vân. Đúng rồi, ở Việt Nam thế chứ ở đây quyên góp về có quần áo á, thì Lisa mang ra một cái thùng ở ngoài kia kìa, nó có một cái thùng xong mình cho vào đó, thì nó cũng có một cái hội Hồng Thập Tự hay cái gì đó, nên người ta cũng mang đi các nước người ta cho, hay là cho những cái người vô gia cư. Đúng rồi, Việt Nam là quyên góp rồi mà Lisa thấy nó rất là tình cảm đó. Tại vì ai cũng phải làm, ai cũng phải quyên góp như thế. Chứ không như như ở bên này phải đi gõ cửa rồi đi cầm mống bơ đi xin đấy. Đúng không? Ok, bây giờ Lisa lại phải đi đón đón con đi đi làm về. Đặc biệt có thủ tướng kiêm mở cờ Phan Anh. Cái gì? Ở Việt Nam sống cộng đồng lắm chị ơi, lá lành đùm lá rách đùm rách hơn cuộc sống thanh bình. Nói chung là ở đâu cũng rất, ở Việt Nam á, con người mà người ở trong một cái xóm mà người này biết người kia biết người kia, người ta nghèo hay là cái gì á, còn đi không có tiền còn đi vay gạo vay người này người kia, tối nửa tắt đèn có nhau đúng không? Nhà nhà nó san sát cạnh nhau thế này này, nếu ví dụ như có cái chuyện gì á, người ta đến người ta giúp đỡ, hoặc là cách nhau có một cái lối đi thôi. Còn ở bên này á, như hôm nọ đấy, hai ông bà trước cửa nhà đi sáng này, già rồi con cái nó đi làm hết rồi cứ ngồi ở kia, xong rồi mình đã kể rồi đấy, ông ấy không đứng nổi dậy, mà bà ấy thì bà ấy cũng già rồi, bà không nhấc được ông lên mà ngồi, thì xong rồi mình re xe mình lùi xe ra, thế là bà ấy cứ gọi với theo, gọi mãi mình mới nghe thấy, mình mở mở nhạc to, cùng bà ấy bảo mày 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 giúp tao nhấc ông chồng tao lên cái, thế mình nhấc ông lên thế xong rồi hỏi sao, bà ấy bảo bà ấy gọi mấy thằng con bà ấy, nhưng mà không có đứa nào nghe phone hết, nó bảo thế xong gọi taxi đi để đưa ông đi bệnh viện, bà ấy bảo không để tao gọi con tao, mà gọi mãi chả thấy thằng nào nó bắt phone cả, tại đang cái giờ nó đi làm đó. Thế xong rồi một tuần sau rồi thì nên sao nghe thấy cái bà hàng xóm bên cạnh ấy, bà ấy bảo ông chết rồi, ông chết rồi, thế là cái nhà đấy đang đang cắm biển để bán kìa, mà giờ bán từ mấy tháng nay ở đâu có ai mua đâu. Quỹ phòng chống thiên tai riêng ủng hộ thiên tai là mặt trận tổ quốc kêu gọi, thủ tướng kiêm mở cờ Phan Anh.
Là sao bạn? Ừ đúng rồi. Mình không hiểu chuyện rất thực tế ở các nước tư bản. Đúng rồi. Cho nên ở sống ở bên này những cái người già đó đừng có tưởng là kể cả có con cái nhưng mà con cái nó phải đi làm các bạn hiểu không? Nó phải đi làm. Cái giờ nó đi làm chứ nó đâu có ngồi ở suốt ngày ở nhà nó trông các cụ đâu. Như ở Việt Nam ấy thì ví dụ mình có tiền mình thuê người ta tới người ta chăm sóc hay là cái gì đó rồi ấy, hàng xóm láng giềng ấy, nhìn qua nhìn lại có cái chuyện gì ấy, người ta giúp đỡ cho. Chứ ở đây ấy, cả ngày không ra ngoài cửa thì mình đâu biết thế nào có chuyện gì xảy ra đâu. Đúng không? Ví dụ như là bởi vậy cho nên ông anh mình cũng khôn lắm. Ông mua nhà, ông mua luôn gần nhà mình. Anh em về có cái gì chạy đi chạy lại. Được. Mình cũng muốn là mình có tiền mình mua luôn mấy cái nhà đằng trước cái con cái ở quây quần hết đây luôn. Được. Thì nó như thế thì nó vui, ok. Nhưng mà nhà nó đắt quá, kêu thằng con nó mua, nó bảo con mua làm sao được, đắt như thế. Nó mua xa một tí. Rồi thôi cố gắng lên này, tao trúng số tao mua cho tao cho mỗi đứa cả. MC Phan Anh Quyên quyên góp ủng hộ lũ lụt 21 tỷ đồng và ôm luôn chuyện ở Mỹ mà không biết. Cái đấy là tư nhân phải không? Có nghĩa là tự cái thằng đấy nó đi ra quyên góp nó giống như cái cộng đồng này này. Giống như là một thằng nào đó mở cái đại nhạc hội ra xong rồi lấy cái tên là quyên góp ủng hộ những người nghèo ở Việt Nam rồi quyên góp cái nọ cái chai rồi quyên góp cái mỏ cụ tổ nó xong rồi đi lên đấy quyên góp thì đi khi mà quyên góp thì đâu có chứng từ giấy tờ gì đâu thì nó cứ việc chúng nó tổ chức ra thì nó cứ việc ăn với nhau thôi đúng không chứ còn nó mang về Việt Nam hay là nó gửi đi đâu nó ủng hộ cho ai á nó có ít thì nó xít ra nhiều đúng không? Ví dụ bây giờ nó bảo nó cầm về tiền về Việt Nam nó mua mấy chục thùng mì á thì cái số tiền ấy nó lại về Việt Nam nó phải mua mua vé máy bay nó phải trừ tiền mua vé máy bay á, tiền mua tissue đi toilet tiền này tiền chai tiền nọ tiền kia nói chung là ngu là ở những cái người quyên góp thôi không biết thôi. Mình bỏ tiền ra mình ủng hộ ai mình phải biết cái tiền của mình đi đâu nói chung là như vậy mình nên xả nói thật là nên xả ít khi quyên góp cái gì lắm không đi ra ngoài đường ấy, rất là nhiều người cầm cứ cầm cái ống bơ xin tiền nên xả phải nhìn xem là cái tiền đấy là quyên góp cho ai ví dụ là như là cho những cái người mà họ tàn tật đấy trẻ em mà tàn tật đấy thì nên sản luôn luôn cho mấy cái người đó đó chứ còn những cái thứ khác nên sản không cho tại vì mình nghĩ rằng tất cả mọi người những cái người có sức có lực có còn sức còn lực người ta có thể tìm cách người ta đi làm đi ăn để người ta kiếm sống cho nên mình không có ủng hộ cho những cái người đó đúng không? Đúng rồi, lấy danh MC để làm từ thiện cho dân chút còn lại là của. Đúng rồi, con chó này ủng hộ lật sự. Con chó nào? Con chó nào ủng hộ lật sự? Nam Trần. Và bây giờ thì Mạnh Thường Quân ra mặt luôn khỏi cần quyên góp. Quyên với góp. Ai, bây giờ mà muốn quyên góp rồi ôi người người cần quyên góp đầy ra mình ví dụ như là Lisa có thời gian mình về đấy mình nhìn thấy cái cảnh là thấy người này thương thì mình cho này kia các thứ thôi chứ còn giúp cái giúp của mình đâu có cứu được người ta sống một đời đâu đúng không do người ta nữa chứ do cái người đấy nữa chứ gõ tiếng Việt sai chính tả ai vậy bây giờ thì Phan anh chị Phan không biết nhá Phan Phan anh chị là cái gì
Ôi giời ơi, cái chỗ nào cũng vậy thôi các bạn ơi, chúng nó ở bên này chúng nó cứ ong ong, chúng nó chửi cộng sản tham nhũng cái này cái kia, chính chúng nó tham tham lam bỏ mẹ ăn được cái chúng cái bọn bao que tự hỏi mình đi, mỗi lần chúng mày đại nhạc hội bây giờ chửi nhau tùm lum tán loạn rồi nôi nhau ra rồi này kia các thứ vì cái gì vậy? Vì chúng mày ăn chặn rồi tiền tiền quyên góp rồi không biết chạy đi đâu. Cái cộng đồng bé tí mà suốt ngày chửi nhau ấy, nói gì ở Việt Nam đúng không? Trước khi nói người khác ấy, thì phải nghĩ lại cái bản thân mình đã trong sạch chưa, đã đàng hoàng chưa, rồi mình hẵng chửi mẹ toàn ngồi đấy cong mỏ lên xong rồi nói người khác, trong khi mình thì cũng gian bỏ mẹ được. MC Phan Anh được làm ở đài truyền hình VTV sau vụ quyên góp là bị sa thải, đáng đời nó đúng không? Nó thiên hạ người này ngu người kia, người ta cũng phải có mắt, người ta cũng phải biết nhìn chứ, lừa không chỉ lừa được một lần thôi, sai đúng không cần biết, miễn sao cái gì ba que này, cái gì miễn sao cái gì đi ba que là được, cái gì viết tắt là lý do không biết đâu nhá, viết rõ ra đài truyền hình VTV là cả nước Việt Nam ai cũng muốn vào làm MC. Tôi nhất trí với bạn chỉ vì tiền cho nên nói chung là vì tiền nên là tiền và tình hai cái thứ đấy là nó khốn nạn nhất đúng không? Mình càng vì nó thì mình càng khổ, diệt ba que là được. Đúng rồi, cứ nói chung là ai muốn làm gì là làm á, chửi tung ba que lên nó cứ xỏ xiên này, mình cứ chửi mà cụ chúng nó lên là được rồi, tình còn đỡ. Tình mà không có tiền thì cũng chết, mà có tiền mà không có tình thì cũng buồn. Nói chung là trên cái đời này con người sống vì hai thứ là đặc biệt nhất, tình và tiền đúng không? Tình nó có nhiều loại tình lắm, tiền nó chỉ có một cái tiền thôi, nhưng mà tình nó có nhiều loại tình lắm, tình bố, tình mẹ, tình anh chị em, tình bạn bè, tình tình yêu, tình đủ các loại tình, nó lắm loại lắm. Đúng rồi chị, Việt Nam 94 triệu dân, vùng miền khác nhau, trình độ khác nhau nên quản lý xã hội là một vấn đề lớn. Đúng rồi, Việt Nam bây giờ nó cái bọn ở bên này nó cứ suốt ngày nó, tại vì sang đây nó được ăn trợ cấp, mà thật sự mọi người sang đây cũng chỉ mong được ăn trợ cấp thôi thì mới sang thôi, chứ nếu mà không có trợ cấp thì người ta sang đây làm gì đúng không? Người ta mê là mê cái đó, nhưng mà thời buổi bây giờ càng ngày nó càng khó khăn rồi, trợ cấp không có như ngày xưa nữa, như ngày xưa không thất nghiệp cái lên xin nó cho ngay, bây giờ nó vần lên vần xuống, nó dốc xương dốc thịt ra rồi đủ các thứ nó mới cho, chứ không có đơn giản như ngày xưa. Quản lý xã hội tốt không tốt thì làm sao tốt đẹp như bây giờ, thì đúng rồi, cái xã hội lên nó đi lên nó càng ngày mỗi ngày nó càng càng tiến lên, là ai cũng nhìn thấy sự thật là như thế đúng không? Không cần nói xa lạ, nói ngày xưa mình chỉ có đi bộ thôi, mà bây giờ có xe hơi, xe máy, xe ô tô, xe cái gì rồi đi du lịch ầm ầm lên đó. Mình về mình thấy ai cũng rủ nhau đi du lịch ấy. Chứ ngày xưa ở đâu ra? Ngày xưa từ Hải Phòng và Hà Nội phải học giỏi mới được đi đi Hà Nội chơi, học giỏi mới được được nhà trường cho đi Đồ Sơn chơi. Hồi đó, đi xa cái đó, cái thời đi xa học đó là như thế. Nhưng là học học mà khá một tí là được nhà trường tặng cho quần áo rồi vải vóc rồi này kia cái thứ đúng không? Nhá. Rồi là được đi thăm lăng Bác, được đi Hà Nội chơi, được đi đi gì đi Đồ Sơn tắm biển đó là cái thời ni xa đó, nếu mà học khá học giỏi là được đi chơi,
được đi chỗ này chỗ kia, em học giỏi mới được đi Hà Nội thăm lăng Bác. Đúng rồi, ngày ngày xưa ai mà học giỏi học khá là được đi Hà Nội thăm lăng Bác nè, mình được đi 2 lần rồi sao ấy. Rồi đi Đồ Sơn chơi, nghĩ lại thời đấy đúng là tuổi thơ dữ dội. Cái thời đấy hay, mình nghĩ lại cái thời mình đi học cũng nhiều kỷ niệm lắm, cũng vui nữa. Ok nhá các bạn, nói đến đây thôi nên xả phải đi đón con đây, hết giờ rồi. Đấy, chúc các bạn ngày mai một ngày đầu tuần vui vẻ nhá, gặp nhiều may mắn nhá. Bây giờ Triều Tiên họ cũng học học Việt Nam. Nên sao nói tóm một câu lại là như thế này này. Cái nước ở bên những cái nước hiện đại bây giờ nó đã lên đến hết cỡ rồi. Bây giờ nó không sửa được nữa. Nó cứ đi như thế thôi, con người nó là như thế, còn Việt Nam bây giờ mới là còn sửa được, các bạn hiểu không? Còn ở bên này nó hết chỗ sửa rồi, nó cứ như thế nó đi lên thôi, nó cứ như thế mà nó tà 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 thôi. Còn người Việt Nam mình á, ngày xưa là đi xe đạp, xong về sau đi xe máy, thì bây giờ đi xe ô tô, nhưng người ta từ từ người ta đi lên. Còn cái nước xã hội ở bên này á, thì là nó lên đến tột đỉnh rồi, nên bây giờ nó chỉ có đi xuống thôi, nó không có đi đi lên được nữa. Nó hết hết cỡ rồi, cái gì nó cũng có cái mức độ thôi, đúng không? Một ngày nào đó cái bọn ở đây nó lại muốn là nó dùng cái cách của Việt Nam để mà trị con người ở bên này nữa, không thì loạn. Việt Nam đi sau nên thay đổi dễ, tốt hơn sẽ tốt hơn, đúng rồi. Tại vì người ta nhìn được những cái mà thất bại của những cái nước tư bản để người ta rút kinh nghiệm, chẳng hạn như thế đó. Nó đi đi từ từ nhưng mà nó vững chắc, nó đi nhanh mà lại bị lụi vì nhìn thấy những sai lầm của các nước phát triển. Đúng rồi, nên người ta rút kinh nghiệm được. Nên bây giờ thời đại 4G rồi, đâu còn thời đại ngày xưa nữa đâu, đúng không? Nên bây giờ Ninh Sà cũng ngồi nói chuyện được với các bạn cũng nói chuyện được với Ninh Sà mà. Đâu có ai cấm đoán đâu, nếu mà Việt Nam không có tự do thì đã không cho mọi người chơi Facebook, đúng không? Facebook là quá tự do rồi, cái gì muốn nói cái gì nói, muốn làm cái gì làm, muốn nghe cái gì nghe. Nếu người ta sợ thì người ta đã không cho cái bọn ba que về nước. Nói đơn giản vậy thôi, đúng không? Nếu cộng sản mà sợ cái lũ ba que thì họ đâu có mở cửa để mời chúng nó về đâu. Thì thằng làm sao thằng Quy Nguyễn mà được chui vào đấy để mà biểu tình. Nói rất là đơn giản để mà hiểu thôi, nhưng mà chúng nó không chịu hiểu, đúng không? Mà một khi người ta đã dám mở cửa để cho cái lũ ấy nó về thì người ta phải có cách của người ta mới dám đương đầu với chúng nó, đúng không? Người ta đã nắm được hết chúng nó là cái lũ nào rồi, nó thò về một cái là nó chết ngay, biết từng cân từng nặng của từng đứa một. Tại vì khi mà ai mà ở hải ngoại này muốn về Việt Nam thì phải đi xin cái thị thực. Xin thị thực thì người ta đã biết cái thằng này là cái loại gì rồi, đúng không? Cho nên là muốn dở cái trò gì ở Việt Nam đâu có đơn giản đâu, các bạn hiểu không? Đó. Chẳng hạn như bây giờ như sao mà đã từng là một cái tội phạm gì ở cái đất nước này chẳng hạn vậy, mà mình đi xin cái thị thực mình về Việt Nam á, là nó có hết cái lý lịch ở trong rồi, cho nên người ta biết tổng tòng tong mình là ai rồi. Nên bọn ba que ở bên này nó ngu lắm, nó không phải là nó ngu, nó là nó khôn, mà là nó dùng những cái thằng ngu để phục vụ cho chúng nó đó. Những cái thằng đầu sỏ ở bên này nó chỉ ngồi đấy để nó chỉ đạo thôi, mấy cái thằng đấy là nó là khôn. Còn nó những cái thằng mà đi phục vụ cho chúng nó mà đi đi vào tù ra tội là những cái thằng ngu,
là nó dùng cái đầu của nó để nó chỉ đạo cái bọn ngu. Nói tóm lại là như vậy. Việt Nam không giỏi, mất nước lâu rồi chị. Đúng rồi. Ok, nghĩa giả nói đến đây thôi nhá. Chúc các bạn được mạnh khỏe, vui vẻ. Ngày mai đầu tuần đi làm có nhiều sức khỏe nhá. Bye bye.